Đến nay, huyện Quang Bình đã chứng nhận sản xuất theo hướng Việt Gáp cho 19 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã sản xuất cam tại các xã Hương Sơn, Yên Hà, Tiên Yên với tổng diện tích 849 ha, 9 tổ sản xuất chè với tổng diện tích là 889 ha trên địa bàn các xã Tân Nam, Tân Trịnh, Tiên Nguyên và Xuân Minh. Gia đình ông Nguyễn Đức Nghĩa, thôn Sơn Nam là một trong những hộ có diện tích cam lớn nhất của xã Hương Sơn và huyện Quang Bình, với tổng diện tích 18 ha, trong đó có 10 ha được trồng theo quy chuẩn Việt Gáp. Theo ông Nghĩa, trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp đòi hỏi quy trình, kỹ thuật khắt khe hơn rất nhiều, nhưng bù lại, cam lại cho năng suất, giá trị cao hơn. Những cái diện tích mà đã được trồng và đảm bảo theo sản xuất theo Việt Gáp ấy, thì cái sức cây thì nó còn rất là khỏe và để nó đáp ứng được cái chất lượng, cái đầu ra cho sản phẩm. Tôi cũng vừa định hướng, vừa tuyên truyền, vừa là giao và chỉ đạo để là các cái tổ cam Việt Gáp phải thực hiện đúng quy trình theo tiêu chuẩn Việt Gáp để làm sao mà đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm. Tính đến cuối năm 2022, huyện Quang Bình có 646 hộ trồng cam được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp với diện tích khoảng 1.000 hectare. Kết quả đăng ký duy trì sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp đến nay là 429 hectare ở 5 xã. Tuy nhiên, một số giấy chứng nhận cam Việt Gáp đã hết hạn, do đó để người dân duy trì và phát triển diện tích cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp rất cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành. Phòng nông nghiệp cũng phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện lồng ghép các cái chương trình hỗ trợ đối với các vườn Việt Gáp. Và gần đây nhất là phòng đã thực hiện các cái chương trình vườn cam mẫu. Các hộ mà thực hiện vườn cam mẫu này đều là các thực hiện phải cam kết thực hiện theo chương trình Việt Gáp thì mới thực hiện vườn cam mẫu. Cây cam được xác định là cây trồng kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế và làm giàu của người dân huyện Quang Bình. Những năm trở lại đây, người dân một số xã đã tiến hành mở rộng diện tích trồng cam, đồng thời áp dụng theo đúng quy trình kỹ thuật của tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó năng suất tăng cao, chất lượng từng bước được nâng lên. Sản phẩm cam sành của huyện Quang Bình đã và đang được quảng bá tiêu